Rồi em xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều khỏe nha Lâm. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em là mấy cái mẫu quần áo ngụy trang với liều nha anh em, liều với giải ngụy trang nha. Thì bên em thì mấy cái đồ ngụy trang này thì bên em có đủ nha nè. Thì chẳng hạn như anh em cần cái mẫu nào mà khi em quay thiếu á thì anh em điện nha em, điện em số điện thoại em để trực tiếp trên màn hình anh em thì số đó. Hoặc là anh em nhắn tin Zalo nha anh em. Nhắn tin Zalo nếu mẫu nào có thì em sẽ báo có em gửi sớm thì cho anh em xài ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái bộ đồ nha anh em. Thì cái bộ đồ này á thì nó có nhiều size nha anh em. Khi mà anh em đặt hàng á thì anh em báo chiều cao cân nặng thì em sẽ lấy size cho anh em ha. Chẳng hạn như C này, C L này nha anh em. Thì bộ đồ này thì ở trong là có một cái áo, một cái quần, một cái nón kết, một cái khẩu trang nha anh em. Thì nó đầy đủ phụ kiện trong này, trong cái bộ đồ này hết. Thì bộ đồ này là cái áo nó như vậy nè anh em. Áo nó dày lắm, bộ đồ nó dày lắm nha anh em. Bộ đồ nặng khoảng 1 kg mấy á. Thì cái áo nó dày lắm, khi mà để mình mặc, mình đi gần mình đem đâu nó cũng không có lạnh nha anh em, nó cũng đỡ lạnh lắm. Là mình đi ngoài mưa rồi đó thì nó đỡ lạnh lắm. Thì dây kéo nè, dây kéo tốt nha anh em, kéo tốt ha. Thì dày lắm nha anh em, bộ đồ dày lắm. Thì túi đồ làm chắc chắn lắm nha anh em. Bộ đồ này ta may thủ công, may chắc lắm. Thì mỗi một cái dây như vậy đây đều có dây, cái túi nè anh em, cái túi ấy nè, có cái dây kéo hết trơn. Để mình khi mình đựng đồ vô á, nó không có cái dây kéo á là mình đi ha, mình chạy gì đó là nó sẽ rớt đồ xuống nha anh em. Có dây kéo lại nó tốt lắm, nó an toàn ha. Thì anh em nhìn nè, bộ đồ dày lắm nha anh em. Đồ dày lắm. Thì bộ đồ này hiện tại thì em đang bán giá là 400 nha anh em, 400 ha. Cáo có nón chùm đầu luôn nha anh em. Thì anh em cần bộ đồ này thì anh em alo em ha, số điện thoại để cho tôi để anh em điện số đó, nhắn tin Zalo nha anh em. Thì trong bộ đồ đó thì em có bán đầy đủ nha. Chẳng hạn như là một cái nón kết anh em muốn mua gầy, món nào em cũng có bán cho nghe nè. Thì cái nón kết này hiện tại là bán 60 nghe nè, kết 60 ha. Còn nón tà bèo là cái nón tà bèo là món tà bèo là 80 nghe nè, 80 ha. Anh em cần mẫu đồ này alo em nghe nè. Bộ đồ này dày lắm, dày lắm nha, dày lắm, bộ đồ này chất lượng nghe nè. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái giải nha anh em, cái giải che thân hoặc là anh em căng ở trên á rồi mình đựng cái nắp ở trong. Thì cái giải này thì nó rộng lắm nha anh em. Thì khoảng có 2-3 anh em quấn là chuyện bình thường ha, hoặc là mình căng trên anh em rồi mình đựng nắp, khi mà chim nó bay đi bay về thì nó sẽ không thấy mình ha, hoặc là mình quấn người á nè. Thì nó có mấy cái lỗ này để nó thoáng hơi ra nè, thì khi mình quấn thì nó sẽ không có nóng ha anh em, không có nóng ha. Thì bỏ vô cái túi nó gọn lắm, khi nãy em xóc ra thì nó hơi ấy gì này, chứ trong cái túi nó gọn lắm nha anh em. Này khoảng 3 anh em quấn bình thường ha. Thì cái túi cái giải này á thì hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha anh em. Anh em cần mẫu này thì alo em ha, 170 nha anh em. Nè cái nón tai bèo nè, cái nón tai bèo là 80.000 nha anh em. Để trang ha. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em một cái liều ha. Thì cái liều này anh em là bề cao của nó là 1m2, bề ngang nó là 1m ha. Cao bên 2 ngang mét, khoảng 2-3 anh em vô nha anh em. Thì nó làm bằng giấy giấy dù bóng nha anh em. Cái này là mưa nhỏ mưa phùn là không ướt ha. Mưa nhỏ mưa phùn nha anh em. Ở trong nó có như gì nè, có lớp mạc, lớp bạc gì nữa nha anh em. Thì cái chỗ này hiện tại thì nó hơi hẹp, em không có căng lên được ha. Thì anh em nào muốn tham khảo á, thì lúc trước em có quay những cái làm cái clip về liều, anh em coi tham khảo nha anh em. Thì trong cái liều này á thì nó có 4 cái cửa nha anh em. 4 cái cửa, khi mà mình ngồi trong này á thì mình kéo cái cửa ra thì mình quan sát khi mà chim nó bay đi bây giờ thì nó sẽ không thấy mình, hoặc là ẩn nấp mấy con thú mình săn á nên sẽ không thấy anh em. Thì cái này nhộm màu lá cây ha, lá cây anh em nó sẽ không thấy mình. Hoặc là khi mà trời mưa nhỏ thì mình ngồi trong này nó cũng sẽ không ướt anh em, mưa nhỏ ha. Còn hoặc là mình ngồi trong này như chẳng hạn như con mũi con này con kia rồi nó cũng không có cắn được mình đây anh em, cắn mình có cái liều này nó tiện lắm. Thì hiện tại thì cái liều này em đang bán giá là 380 nha anh em, 380 bao phí vận chuyển cho anh em ha. Thì có chỗ bán bằng giá em nhưng không có bao nha anh em, bên em bao luôn nha anh em, bao phí cho anh em ha, bao phí cho anh em nha anh em. Thì cái liều này là 380 nha anh em. Anh em cần mẫu này thì alo em ha, em giao hàng toàn quốc nha anh em. Thì chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em sau ha. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Thì hiện tại á thì hiện tại thì em trên em khoảng mấy trăm mặt hàng nha anh em. Thì em giới thiệu cho anh em một ngày ít món, anh em cần mẫu nào thì điện em hay sớm để trên tiêu đề, hoặc là anh em nhắn tin Zalo nghe anh em. Thì mẫu nào khó thì em báo có.
thì em cũng nhập hàng mới về liên tục cho nên theo anh em yêu cầu á thì em cũng nhập về liên tục. Thì anh em có thương em thì ủng hộ em, hoặc là anh em bấm vào đăng ký kênh, nên nhớ bấm vào cái chuông á anh em, khi em lên những cái video mới thì anh em mình cùng nhau chia sẻ ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em.